quý vị có một bức tình đồng thực sự ngon miệng. Chúc cho quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ.
tại sân khấu hai hàng ghế chính. Ủy ban tổ chức dành tặng riêng cho các cụ, các công, các bà. Và bên ở phía khán phòng số 2 là dành cho những người bạn của cô Lô và chú Rể ạ. Trân trọng lời ơn tất cả những cái điều quý vị rất quý là quan tâm của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và đúng rằng đủ nắng thì mưa sẽ nở, đủ gió thì mây sẽ bay, và đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đau đầu cho buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vì phía hai bên gia đình đã điện đầy đủ các thông tin của cô Lô chú Rể, báo những tấm thiệp hồng để trao tận tay đến tất cả quý vị. Và đó cũng là lý do để tất cả chúng ta đang hiện diện tại lễ đài sân khấu trang trọng ngày hôm nay ạ. Hãy đăng ký xin được trân trọng kính mời đại phía khán phòng cưới chính của gia đình họ nhà trai chú Rể chú kia nè. Qua một thời gian và quá trình tìm hiểu thì chàng trai mang tên Trung Kiên đã đem lòng yêu thương cô gái mang tên Thu Hường, được cha mẹ hai bên gia đình đồng lòng đẹp ý và được đảng ủy chính quyền địa phương sở tại nơi đây nhất trí hoan nghênh. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023, tức ngày 22 tháng 2 năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt tại tư gia của gia đình ông Bùi Văn Dũng và bà Chu Thị Hạnh, địa chỉ xóm Chiêu, xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trong không khí vui tươi và trong khán phòng ngập tràn hạnh phúc, ban tổ chức long trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú Rể Trung Kiên sành duyên cùng với cô dâu Thu Hường chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng. Trên của bó hoa và chú Rể Trung Kiên ạ sẽ ra mắt chiếc nhẫn tình yêu và chú Rể đã cất giấu và dành dùng hơn 20 năm nay. Chú Rể sẽ chính thức đem ra để tặng cho người vợ yêu quý của mình. Chú Rể sẽ lồng vào ngón tay sắp hút bên tay trái của cô dâu Thu Hường, nơi mà mạch máu của con tim chảy xiết chiếc nhẫn tình yêu để chứng minh cho tình yêu chân thành dành cho cô dâu Thu Hường ạ. Và xin mời cô dâu ạ, cô dâu lồng vào ngón tay sắp hút bên tay trái của chú Rể Trung Kiên, chúc mừng tình yêu để đáp lại tình yêu chân thành của chú Rể Trung Kiên ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng ạ. Xin mời vợ chồng anh chị đôi thanh nhã chúng ta bước lên đến đại sân khấu. Thì thưa quý vị, ca dao từ nước Việt Nam và thuộc nhà sản nhạc em như thế tay chân ngày vui trọng đại của hai em, chúc cho các em được tràn đầy hạnh phúc.
thực hiện nghi thức uống rượu cho cô nhà. Yêu nội, yêu nội, yêu nội, yêu nội, yêu nội.